Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, hình thế chi phối thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ, chủ yếu là khối không khí lạnh có cường độ ổn định và kết hợp với ảnh hưởng của dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên thời tiết tại khu vực Bắc Bộ trời còn nhiều mây và có mưa rào rải rác ở một vài nơi, tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Nam Đồng Bằng. Nền nhiệt trong ngày có tăng hơn đôi chút so với 24 giờ trước, nhưng vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp, với nhiệt độ cao nhất vào ban trưa cũng chỉ duy trì phổ biến quanh ngưỡng 20 độ. Càng về chiều tối thì mức nhiệt cũng giảm dần và nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng 15-17 độ. Vùng núi cao nền nhiệt độ còn giảm 10-12 độ. Không khí lạnh ổn định dần nên gió mùa đông bắc cũng yếu đi và mưa ở khu vực Trung Bộ tiếp tục giảm thêm, chỉ còn xảy ra rải rác ở một vài nơi. Nền nhiệt cũng có sự tăng nhẹ nhưng trời còn rét ở phần phía Bắc với nền nhiệt cao nhất trong ngày chỉ dao động phổ biến quanh mức 21 độ. Còn các tỉnh thành phía Nam, nền nhiệt cao hơn hẳn với nhiệt độ ban trưa đạt mức 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có thời tiết ổn định nhất cả nước. Trời phổ biến ít mưa, ngày trời khô ráo và có nắng nên rất thuận lợi cho sinh hoạt và giao thông của người dân trong khu vực. Thậm chí là một vài nơi thuộc khu vực Đông Nam Bộ thì còn cảm thấy hơi nóng bởi nền nhiệt có khi đạt tới mức 34 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, dòng xiết trong đới gió Tây trên cao suy yếu dần nên mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm hẳn, chỉ còn xảy ra một vài nơi ở khu vực Tây Bắc với lượng nhỏ và tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Mặc dù mưa có giảm nhưng trời vẫn còn nhiều mây và âm u nên nền nhiệt trên toàn khu vực cũng chỉ tăng nhẹ, trời còn rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động từ 17 đến 19 độ ở vùng đồng bằng và từ 15 đến 17 độ ở vùng núi. Đến trưa và chiều thì nhiệt độ có tăng nhưng cũng chỉ lên mức 20 đến 22 độ. Tại khu vực Trung Bộ cũng có thời tiết khá tốt, trời còn nhiều mây nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi với lượng không nhiều, nên nhiệt độ tăng nhẹ và vẫn có sự phân hóa rõ rệt từ Bắc vào Nam, với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh phía Bắc không mấy có sự khác biệt so với khu vực Bắc Bộ và cũng dao động phổ biến từ 21 đến 23 độ. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ thì nền nhiệt độ cao hơn hẳn, với nhiệt độ ban trưa đạt mức 29 đến 32 độ. Trong khi đó, thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam cũng chưa có sự biến động gì nhiều và vẫn là nơi có thời tiết tốt nhất trên cả nước, với tiết trời có nắng cả ngày, chỉ có một vài nơi là có mưa với lượng không đáng kể. Riêng tại khu vực Tây Nguyên vẫn có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, với nền nhiệt chỉ dao động từ 19 đến 22 độ. Càng về trưa thì nền nhiệt tăng dần và đạt mức cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì luôn có nhiệt độ cao hơn cả, với mức nhiệt ban trưa phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi 35 độ. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa ở một vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, riêng tại khu vực Điện Biên Lai Châu là từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 12 đến 14 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Sóng gió trên biển tiếp tục giảm nên thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 5, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!